Ok, Wasco, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh game của mình nhá. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với Skycare Offline. Và đây là level 1 của chương 3. Level 1 của chương 3. Chúng ta chỉ còn 2 chương nữa thôi là sẽ phá hết. Phá hết cái game này. Đây là bản offline nhé. Các bạn có thể chơi bản online của game này. Có 5 tên trong level 1 thì vẫn là 5 tên trong level 1 như vậy. Và hiện tại chúng ta đang chơi ở sân khác. Sân khác rồi. Chapter 3 là sân khác. Thì nó đang bắn xuyên tường rồi. Đang bắn xuyên tường. Nó đang nhìn. Nhìn thấy nó đâu. Chúng nó có thể bắn xuyên tường mà mình không thể bắn xuyên tường nhé. Mình bắn xuyên tường không mất máu. Nhìn thấy nó đâu, buốt nhỉ. Ok đấy mình. Ok, what's go, xin chào các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với level 2 của chương 3. Vừa nãy chúng ta nói về vấn đề bắn xuyên tường nhá. Mình không hiểu là nó bắn xuyên tường kiểu gì. Nhưng mà mình bắn thì không thể xuyên tường được. Đấy, mà chúng nó thì có thể bắn xuyên tường. Mình thấy là đặc điểm của chúng nó mà là chúng ta sẽ dí xuống một cái bà tường này và bắn. Đấy. Chứ còn mình không biết mình dí nó không dí được. Địch chưa có mặt. Ok, địch chưa có mặt. Ok. Địch chưa đã có mặt và bọn này không có tuổi gì cả. Nó lại chưa về. Ok, let's go, level 3. Level 3 của chương 3. Sân này nó giống như là một cái... Mình đang chui ở cái đường hầm này. Trên đường ngắm xuống thì rất là hay luôn. Bắn tỉa cũng rất đẹp luôn. Không có thằng nào xuất hiện. Đây dường như là một khu công bỏ hoang, là căn cứ của bọn. Sao sống được với AK của mình? AK của mình là phải AK Pro. Chết hết ngon rồi. Một thằng nữa. Xong này. Chạy rồi. Lợn nhanh gấp rồi. Chết đẹp. Như chạy. Ok, what's go, chương 4. Đi vào 4 chương 3. Đi rất nhanh. Chứ nó có một con trực thăng. Đấy. Úi trời, nó bắn. Giết quá nhanh, còn một tên. Cầm khẩu AK thường và khẩu AK Pro. Còn một thằng cuối cùng đâu rồi? Chưa thấy nó đây. Yeah,
Ok, let's go, chúng ta tiếp tục với nhiệm vụ 5 của chương 3. Mấy nhiệm vụ đầu tiên là chúng ta bắn dễ dàng. Không biết cái thằng nào đâu. Chuyên trị vào cái hầm này. Nhưng chưa phát hiện ra mình nữa. Giờ nó giết mình. Mi và 6, mấy cái mi và đầu tiên thì chúng ta vượt qua rất là dễ dàng. Đơn giản tại vì là mấy cái này giáp bọn này nó yếu và nó rất là ngờ nghịch luôn, bắn được ít thằng mà chạy được lắm. Nó cần đúng cho mình bắn này và giáp của nó yếu nên là bắn hai ba viên nó đã chết rồi. Anh ra đấy mọi người thấy mặc dù lục trường rất chuẩn chỗ bắn lát chỗ đấy ra nhưng mà cũng không bị mất máu. Thang ở đây luôn, ba tên ở đây luôn. Ok, let's go. Chúng ta sinh ra ở ngay chỗ quân địch à? Phải không? Đã có tiếng súng ở đây sao? Em đắt rồi. Mặt trời chói chang. Mặt trời chói chang. Ok, let's go, đi vào 8, chương 3. Ok,
Đây là ba thằng ngũ của mình. Rất là bất công nếu mà như mình mà bắn xuyên tường không được mà chúng nó lại bắn được xuyên tường. Đấy, rất là thiệt thòi cho mình. Đấy. Nhưng mà không biết là có phải thế không hay là do mình chưa biết cách để bắn xuyên tường. Mình đã chết rồi, trên tường nó không trên tường rồi. Giãn màn. Đến bây giờ mà chơi đến level 10 của chapter 3 rồi thì mình thấy là game được chơi khá là hay, nhưng mà nếu mà nâng cấp độ khó qua từng màn chơi thì sẽ hay hơn. Tại vì mình thấy là cái độ khó của chapter 1 chapter 3 không khác nhau là mấy. Nó không khác nhau gì, nó chỉ có điều là tăng số lượng lên. Số lượng thì vẫn vậy, qua từng đi vào số lượng vẫn cứ vậy như vậy. Nếu mà so với bọn nó khủng bố là nó giỏi hơn một chút. Nó một là nó bắn chuẩn hơn một chút, mà nó bắn chuẩn hơn thì cái sức hút của game nó sẽ hay hơn. Đấy. Và cái này là với trình độ như của mình là bắn cũng không phải giỏi, không phải giỏi mà cũng thuộc hệ gà mà còn vượt qua cái là nó cũng không hay. Nó chỉ gây cấn hơn một chút nữa. Chưa nào đâu. Bắt đầu đục xuyên tường nó đây. Nó được xuyên tường nhé. Đấy. Nhưng mà phải sát, áp sát luôn thì mới được. Ok, còn hai thằng nữa. Đang qua đi là 10. Đấy, game mình thấy được cần là game cần phải là nâng cấp độ khó hơn qua từng màn chơi.